Xem lại camera an ninh, chủ nhà phát hoảng thấy sinh vật lạ xuất hiện, dân mạng sợ hãi gọi tên quái vật huyền thoại. Bạn đã bao giờ nhìn thấy sinh vật nào như thế này chưa? Vào tháng 4 vừa qua, cộng đồng thành viên của diễn đàn Reddit, một trong những diễn đàn nổi tiếng nhất trên thế giới, đã được dịp hoang mang khi một người dùng chia sẻ một đoạn clip sởn da gà về sinh vật bí ẩn trông như con cua tại Costa Rica. Được biết, sau khi xem lại camera an ninh và thấy được hình ảnh kỳ quái này, chủ nhà đã hoảng sợ và lên diễn đàn Reddit để xem có ai biết nó là sinh vật gì hay không. Sinh vật bí ẩn trông giống con cua khổng lồ xuất hiện trong đoạn clip từ camera an ninh ghi lại. Theo hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy một con vật có hình thù kỳ dị. Trông xa thì giống như một con cua khổng lồ đang bò về phía camera an ninh. Khi chứng kiến cảnh tượng này, những con chó của gia đình cũng không khỏi cảm thấy lạ lùng và sủa liên tục. Khi con vật bò tới gần camera, thì lũ chó lại càng sủa lớn hơn. Thế nhưng, có lẽ đêm đã khuya và mọi người chìm trong giấc ngủ say nên không ai phát hiện ra sự việc. Chủ nhà xem camera an ninh, tá hỏa phát hiện quái vật mình cua xuất hiện. Càng xem càng kỳ quái, đoạn clip được người dùng Reddit có nickname là Ufit Tân Phát đưa lên diễn đàn và đã khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ vì cho rằng nó là ngạ quỷ, con vật đáng sợ trong tín ngưỡng người Hồi giáo Ả Rập, quái vật Skinwalker ở Mexico hoặc quái vật La Mona, một con quái vật trong truyền thuyết của người Mỹ Latin. Các chi của nó cong lại khiến tôi thấy ngờ vực. Dù sao thì nó cũng đem lại cảm giác kỳ quái đáng sợ, một người bình luận. Đang phỏng vấn xin việc, Tiểu Tam bị đánh túi bụi vì ngủ với chồng người khác, danh tính kẻ tấn công gây bất ngờ đến lũ chó cũng cảm thấy kỳ lạ và sủa lên cơ mà, chắc có lẽ chúng cũng không hiểu được đây là sinh vật gì. Một người khác lên tiếng, tôi sẽ nghĩ đó là con người, nếu không quan sát kỹ hai chân sau rất kỳ lạ của nó. Một người khác cho biết ý kiến, được biết, La Mona là quái vật trong truyền thuyết của người Mỹ Latin, trong đó mô tả nó giống một mụ phù thủy với vẻ ngoài ghê rợn, thường lén đi theo con người vào buổi tối. Nếu ai dám nhìn thẳng vào nó sẽ cào cấu, tấn công và nguyền rủa người đó. Bên cạnh đó, cũng có người không tin vào chuyện ma quái, mà cho rằng sinh vật này có thể là một loài hiếm gặp hoặc biến đổi gen nào đó. Có lẽ nó là một con vật bị biến đổi gen hoặc nào đó mà thôi, một người chia sẻ. Trong khi đó, cũng có người cho rằng sinh vật bí ẩn trong đoạn clip trên có thể chỉ là một người nào đó cố tình bày trò dọa thiên hạ bằng cách cúi thấp người xuống và di chuyển bằng hai tay và hai chân. Theo Daily Star, mẹ nhập viện vì COVID-19, con gái lại bị lừa đảo nên đi cướp tiệm vàng, diễn biến vụ việc như phim hành động. Amicro AD Unit Push Function Amicro AD Show ADMZONEK1FF4XKI